Umi 53. À, 1m53 đúng không? 1m53 thôi, bỏ C3 đi. Chứ áo dây chị không vừa đâu. Áo dây không vừa đâu, C3 đi. 1m53 mặc sơ ôm coi 1m52, 160kg là con mặc hơi ôm á. Con mặc ôm, mặc được nhưng tại mà vì nói chung cái phơm này là phơm hàng thiết kế chứ không phải như đồ thiêu nha chị. Mẫu này là mẫu thiết đẹp lắm. Mẫu này là mẫu thiết kế đó chị. Bởi vậy á, mỗi bộ chỉ có một con một giúp thôi à. Cô Kim đợi con tí xíu nha, để con mặc cái này cho cô Kim xem cái. Rồi xanh rêu nè, chị nào hết xanh rêu chốt xanh rêu. Cái mẫu này còn được có ba màu thôi. Bốn màu chứ, màu da. Màu màu hồng. Hồng cánh sen á chứ không phải là hồng tươi nha. Hồng cánh sen. Màu tím nho. Xanh rêu. Rồi chị nào ưng thì chốt em xanh rêu. Em thì em con rất là đẹp luôn. Chị Cương Kim lên số điện thoại sai nữa rồi. Cái thông 96 quá. Rồi chị nào ưng thì chốt em xanh rêu nha. Xanh rêu còn đúng một con duy nhất luôn nha. Cho một em lại con số điện thoại đi chị. Chỉ còn đúng một con nhất thôi. Em còn màu tím Huế với lại là màu tím còn màu tím Huế ha. Em còn tím Huế, chị nào hết tím Huế nữa thì chốt tím Huế giùm em nha. Em còn màu tím Huế á. Rồi chị nào ưng xanh rêu chút xanh rêu giùm em cực kỳ đẹp luôn mấy chị coi nè. Nó mai nó hưu nè mấy chị, cho mấy chị coi luôn ở phía trong là cực kỳ đẹp luôn. Mà em đang xe chữ 180 thôi. Nhanh tay chốt thì giùm em đó. Đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Nhanh tay chốt cho em vàng không nha mấy chị ơi. Đó, cực vàng luôn á. Mấy chị mặc bồ đồ mà đi đâu người ta cũng chào mến mấy chị vô nhà hết trơn á. Tại vì vàng vô nhà mấy chị. Đó, rồi chị nào nhanh tay chốt thì giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào mà ở nhà mà phong thủy á đơn á là người ta thích lắm luôn á. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em xanh rêu đó chị nha, có ưng không chốt cho em đi. Hàng mới sale á chị ơi, 280 nữa. Bữa hôm em bán là 200 240, hôm nay còn có thêm sale hết luôn đi, sale với chị luôn. 180 luôn. Rồi nhanh tay chốt cho em xanh rêu tím nho, màu da, màu hồng. Xong thích thì chốt, không thích thì chốt. Rồi xong rồi đây em mặc đồ bông cho chị cô Cương Kim xem. Cương Kim là hàng thiết kế mỗi kiểu mỗi mẫu cô khác đẹp lắm. Con mặc vô rồi con biết là cô mặc được hay không hả? Tại vì con cô cũng xem nhau á. Rồi ok nè. Cái quần tại vì cái mông con bự lắm. Cái mông con bự lắm. Bởi vậy cơ con mặc vừa lai mặc cũng vừa nhưng mặc số ký còn mặc vừa thôi. Rồi đây vừa nha cô ơi, mặc vô phơm rất là đẹp luôn. Rồi chị đào ưng thì chốt giùm em xanh nè. Xanh này với lại xanh này là giống nhau kiểu xanh nhưng mà kiểu khác nha. Đó rồi chị đào ưng cái này thì ghi em là mã một ha. Mã một là cái nút nè, mã một và nút nha. Mã hai là cái khoen này đó cô. Mã nào hai cái bông giống nhau luôn nhưng mà kiểu khác. 60kg độ về ha. Mã một là nút đó, mã một là con đang mặc nè. Còn cái mã này là mã hai. Cô mã nào ưng mã nào chung cái đó ha. Mã một con nè, mã hai còn đỏ mà là mã hai. Rồi con màu đỏ này là cô mà bạn mã ba làm con ha. Đó chỗ đẹp quá, xoắn cái ngực là đẹp cực kỳ luôn. Ở sau có chiếc ben luôn, thích thoải mái thì tháo ra. Cái này là có chích ben sẵn luôn á, tại vì hàng này là hàng thiết kế nên nó đã chích ben sẵn cho mấy chị rồi. Chị nào mà không thích họ không thích chích ben đó thì mấy chị tháo ra. Rồi chị là ưng mã ba chút cô ra. Chất giải đẹp lắm, không đẹp không lấy tiền nha. Tháo cô mã nào? Mã ba nha. Mã ba. Mặc từng bộ luôn hả? Từng bộ mới được. Trời ơi. Mã ba. Cái màu đẹp quá vậy. Đây, mình lấy cái to đó. Con đó là cái tà. Đẩy qua đây đi, một cái to đó. Chị nha ơi.
nào không thích thì cứ nói ra, cứ gỡ cái chỉ nó ra. Rồi mã 4 cho em con này, đẹp quá. Mã 4 nha, thích mã 4 chú 4 giùm con nha cô Phương Kim Anh. Mã 4. Mã 4 thì sắc nắp. Mã 4 mà sắc nắp cực kỳ đẹp luôn. 130. Mã 4. Quá đẹp luôn các chị nha. Cực kỳ đẹp luôn mã 4. Đúng rồi. Số 2 là form form rộng, còn cái này là form ôm, chị phải bằng số 3. Nhìn con là con biết, nhìn con là cô biết rồi, cái này là size 3 nè, nhưng mà con 60kg nè là con mặc vừa phơm nè. Đó, tại vì phơm này là phơm size nhỏ. Phơm size nhỏ nên mặc size 3, còn phơm là phơm vừa á, phơm bự á thì cô mặc là size 2. Còn đây nè, còn chị nào ưng cái mã này thì ghi giùm em mã 4 nha. Rồi con này là con cuối cùng nè. Con này là con cuối cùng. Có 5 mã. Ưng mã nào ưng mã đó thì con. Ừ, đúng rồi đấy chị chốt mã đi. Rồi chốt mã đi cô. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, con nút này, xanh nút này là mã 1. Con khoen này là mã 2. Khoen này là mã 2. Con đỏ này là mã 3. Con đỏ cổ xoắn đẹp lắm. Cổ xoắn ngực là đẹp cực kỳ luôn mã 3. Rồi con này là mã 4. Con mới mặc là mã 4 nè. Rồi con này là con cuối cùng rồi con mã 5. Báo cô ưng mã nào chốt mã đó giùm con. Ưng mã nào thích mã nào chốt mã đó giùm con nha. Trời ơi con này đẹp quá nè, tắt nữa. Rồi mã 3. Mã 3 con sáng thực này đúng rồi. Rồi ok cô nè. Chị nào ưng con này ghi giùm em mã 5. Mã 5 giùm em ha mấy chị ơi. Mã 5. Con này mặc ôm ái nè. Rồi mã 5 giùm em. Mã 5 nha. Đây thiết kế nè, ở ngoài chị nó mới gõ. Đó thiết kế ngực rất là đẹp luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt giùm em mã 5. Mã 5 giùm em nha mấy chị ơi. Thích mã 5 chốt mã 5. Đó mã 5. Lấy mã 5 đi cô Cương Kim ơi, mã 5 này đẹp nè cô. Dạ 130 bộ cô. Con đang bán một cái 130 bộ thôi. Chất giải rất là đẹp luôn. Chất giải là rất là đẹp nha. Mã 5. Đẹp hơn chất AT. Rồi mặc cái màu tím này cho cô xem nè. Đây con mặc màu tím cho cô xem bao đẹp luôn cô ơi. Sale có 138 thôi. Không lấy là tiếc, mốt không có mua được cái giá này. Đang sale, mấy chị săn hàng đi. Rồi chị nào hết thì chốt giùm em. Đó, tím Huế nha. Đó, đây là cô ơi. Cô gì nè. Mã 3, mã 3 hết rồi chị Khánh An ơi. Mã 3 hết rồi nha. Chị Nga, đây là chị Nga ơi. Đây, tím đây chị ơi. Tím Huế, cực kỳ đẹp luôn. Tím Huế ha. Con mặc size gọt, size bự của cô nó hơi rộng ha. Chứ bà bận vô phơm rất là đẹp luôn. Tím Huế, vậy là cô có lấy không? Cô xem lại hay là sao? Cô có lấy không thì cô báo giùm con ha. Rồi đây nè, xếp lên cho cổ đi. Ok, rồi ok cô. Cái này cái tà là sao hả? Xây có gì kim đúng không? Rồi đây luôn, nhiều 3 luôn. Rồi xem 3 đồng giá luôn đi. Rồi đây nè chị Cương Kim ơi. Mẫu này là mẫu kiểu xẻ tà. Kiểu này là kiểu xẻ tà nha chị ơi. Xẻ tà. Tà bằng mát, bằng trời nắng là bằng mát đó mấy chị ơi. Cái tà nó không có dài không đâu, mấy chị đừng sợ. Dạ đẹp quá. Rồi nhanh tay chốt giùm em. Nãy không nó vừa dặn lắm. Cái này không có size 2 à? Không. Giống như cái áo bà ba như đó nó ngắn ngắn. Tưởng có size nhỏ cho chị Kim thì để sẽ đinh chứ không phải size tà nữa. Rồi chị là ưng sẽ đinh.
hoa văn rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ưng mã 6 chút mã 6 giùm em. Mã 6 nha. Mã 6. Mã 6 cho em nha mấy chị ơi. Thích mã 6 chút mã 6. Mặc chung với quần đen cũng được. Mấy chị muốn lên gì nữa mấy chị báo em nha. Em lên này xong rồi em lên hàng sale tiếp tục cho chị. Em lên hàng sale heel, hàng sale heel cho mấy chị nữa. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nè. Mã 7. Mã 7 đây. Ồ chất giải đẹp quá nè. Bận rất là mát luôn nè. Rồi con này là con mã 7 giùm em. Mã 7 ha. Rồi đây giùm em. Mã 7 giùm em ha. Ai ơi mã 7 chú 7 giùm em. Mã 7. Hoa văn cổ tim cực kỳ đẹp luôn. Mã 7. Sale 1 130 luôn. Bán 130 cho mấy chị đồng giá mấy cái bộ kia đi. Mã 7. Miếng hoa văn là đẹp đẹp không à. Mã 8. Con này mã 8 nha mấy chị ơi, chị là ưng mã 8 chút mã 8 giùm em. Con này có độ co giãn thoải mái cực kỳ nha. Mã 8. Đó, mã 8 giùm em. Ai thích mã 8 chút mã 8 giùm em. Đẹp lắm mấy chị ơi, mã 8. Vô form cực kỳ đẹp luôn. Mã 8. Chị em thích mã này hả? Không thấy ai đưa comment chưa vậy? Còn comment thì mấy chị chấm chấm giùm em đi để em thấy mấy chị nha. Ồ con này con đen nè mấy chị ơi. Rồi con cuối cùng là con mã 9 nè, chị ơi thì chốt giùm em. Con này đang chạy đinh thôi chứ không phải chạy tà đâu. Sẽ đinh đó mấy chị ơi, đẹp quá. Cũng như đồ bộ thôi chứ không có dài. Rồi mã 9 cuối cùng giùm em. Rồi mã 6 thì cánh an luôn rồi. Mã 6 cho cánh an nè. Rồi đây. Con này đẹp nè chị ơi. Con này đẹp nè. Con này đẹp quá nè. Rồi đây mã 9 giùm em con cuối cùng rồi. Em qua mẫu mẫu hàng sale kia cho mấy chị. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Mã 9. Mã 9 nha. 99 mấy chị ơi. Ai ưng 9 chút 9 giùm em. Mã 9 giùm em nha. Đó vô phân cổ vuông. Mã 9 đẹp quá. Rồi ok chốt vô cương kim nè. Mã 9 nè. Rồi hết rồi. Rồi ai ưng mã nào nữa thì chốt mã đó. 65kg không? Nãy giờ chưa lên mấy con 65kg. Nãy giờ chưa lên mấy con 65kg lúc đâu nào. Muốn lên 65kg không? Muốn lên xây bao nhiêu ký thì báo giùm con để con lên cho mấy cô. Tại vì cái này á, là mỗi bộ nó chỉ có một màu, một kiểu và một xây, chứ nó không có nhiều xây. Một độc quyền luôn á, chỉ có một thôi là. Rồi đây nè, 75kg mẫu này em sale tiếp tục cho chị nè. Hàng thêm trực tiếp luôn nha. Đó, cô nào 75kg tranh thủ mua để dành đi, nói thiệt mấy cô. Lâu lâu mới có, tại vì em về là về một lần là cả mấy trăm con. Em bán là còn một hai con làm sale. Mấy chứ mấy cô nghĩ là, mấy cô nghĩ đi, bán mấy trăm con được, giờ còn một hai con thôi, biến bán quá. Sale luôn cho hết mẫu rồi qua mẫu mới. Nhìn hoài cũng chán, nên sale luôn. Bởi vì mấy cô á, nên săn hàng sale nha, nên săn hàng sale giùm con. Còn đây nè, còn chị nào ưng cam chút cam thì em cam này em xem với chị là 180 luôn. 180, hàng này rất là đẹp luôn ha. Hàng thêu trực tiếp giùm em luôn, có phối luôn ha. Mẫu này là hàng phối giùm em luôn nha, hàng phối. Còn chị nào ưng thì chốt em cam. Cam giùm em 180. Cam 180 nha mấy chị ơi. Cam 180 nhanh tay chốt giùm em liền. Cam 180. Cam 180 75kg nha, quên thông báo với chị nữa. 75kg giùm em con này. Đó, chị nào 75kg thì chốt giùm em nha. Xem 180kg. Xem 180, có chị nào 65kg không? Em có mẫu xe 65kg luôn. Mà mấy chị phải la lên giùm em để em biết là có người 65kg em lên nha. Chứ mấy chị không la lên em không biết được em lên đâu đó nha. Mày thấy con hai bộ này hết không? Rồi đây con này là con xanh ngọc. Xanh ngọc giùm em ha. Ai ưng xanh ngọc chốt xanh ngọc 75kg luôn. Còn hai con sale. Chị nào muốn săn thì
thì chốt nhanh giùm em nha. Muốn xăng thì chốt nhanh giùm em. Em còn 2 con xay bao nhiêu ký mặt dừa hết giùm em. Muốn lên xay bao nhiêu ký cứ báo giùm em lên em kiếm cho mấy chị. Nhiều hàng sale lắm mấy chị ơi. Dạo này em sale hàng nhưng mà để em sale hết rồi lấy hàng mới về em bán cho mấy chị. Nên mấy chị nào muốn em sale mẫu nào mấy chị cứ báo em đi em lên xem chị luôn nha. Còn đây nè, xanh ngọc. Xanh ngọc 180. Xanh ngọc sale với chị 180 luôn ha. Hàng thiêu trực tiếp luôn. Rồi nhanh tay nè, con chim hung nhau nè. Đó, rồi chờ ưng thì chốt em ha. 75 ký. Rồi chị nào đang xem trắng lên thì nghe một trắng nha mấy chị ơi. Rồi bộ này thì có màu đen nữa mấy chị. 75 kg màu đen nữa nè. Tay trắng dơ hả? Tay trắng dơ thì em chỉ còn được có một mẫu một mà. Có một mẫu tao chui về. Dạo này nực quá nên ít tay mặt sẽ tà. Nên không có về. Nên không về sẽ tà. Sẽ tài không? Con còn cái mẫu này à, để lên đây con xem thử cho cô chịu. Rồi chị đào ưng thì chốt giùm em. Đen xanh. Đen xanh này sale luôn, sale 180 luôn. Đó, đen xanh. Đen xanh sale 180 nha chị ơi. Rồi chị đào ưng thì chốt em đen xanh. Đen xanh sale 180 cho mấy chị luôn. Rồi nhanh tay chốt lại giùm em đen xanh. Đen xanh mấy chị ơi, chị nào ưng thì chốt liền em đen xanh. Đen xanh 180. Này chắc 60 kg mà không vừa. Em mặc vừa tại vì em không có bụng nhiều. Bụng chỉnh hình như nó đang bụng nhiều. Thôi vậy là 60 cái này mặc ôm quá rồi. 60 kg bộ này mặc ôm quá rồi. Đó, tầm 55 kg đổ về bằng đẹp. Rồi chị đã ưng thì chốt em ha. Tiếng nho. Tiếng nho này có size 75 kg luôn, size 180. Size 180. Có chị nào thích thích không? Rất là đẹp luôn. Chị nào ưng không? 65 kg đổ về. Tay lỡ nha. Mẫu này mẫu tay lỡ. Chị nào sẽ tà 70 kg là còn nhiều. Còn cánh nhiều tiên lắm. Rồi để con lên đây cô xem. Tay cánh tiên. Cánh tiên đúng không? Cánh tiên còn được mấy màu á. Rồi đây nè. Cánh cánh tông. Ủa lộn bậy. Tay lỡ. Tay lỡ này sale cho mấy chị 200.000 luôn. Rồi chị làm nhanh tay chốt giùm em. Chốt giùm em ha. 65 kg đổ về. Mẫu này xe 3, 65 kg đổ về rồi, ưng thì chốt em. Chốt giùm em ha, 65 kg đổ về. Đó. Mẫu này về bán quá trời luôn á, mà còn có con hay con? Còn hai con, một con tay lỡ, một con tay con. Tay con nặng ngoãi rồi, màu đen. Đen đỏ. Còn tay lỡ là màu đỏ nè, có chị nào ưng thì chốt em. Có chị nào thích tay con không? Tay con màu đen. Màu đen đỏ. Đó, còn cái màu đỏ này là tay lỡ. Đó, chị nào ưng thì chốt em, sale ta nè. Sale 200. Sale 200 ha, sale miễn rồi 200 mấy chị luôn. 200 ha đỏ, còn đen tay con là như 200 luôn. Đó, còn chị nào ưng cái nào thì chốt cái đó. Ưng mẫu nào chốt mẫu đó giùm em. Rồi đây.
70 kg nè, 75 kg, 75 kg nè, em có nè, màu tím, ủa lộn, màu xanh coban. Cánh tiên này là nó che cái tay á, bởi vì mặt ốm á, ai cũng vứt, ai cũng hổ hoài luôn á. Tôi hỏi cô sĩ kêu lấy mẫu này về nữa đi, mà nhưng mà hiêu còn khác, nhưng mà giờ đang ngực á nên em không có dám lên, không có dám hiêu mẫu này về nữa. Để từ từ rồi em lên tiếp, em đặt tiếp cho mấy chị. Rồi chị đã ưng thì chốt liền em cánh tiên. Cánh tiên nha mấy chị ơi. Cánh tiên này là em có màu xanh coban nha. Xanh coban nè, 70 kg nè. Xanh coban. Màu cam. Màu xanh biển. Với lại là màu xanh xanh bơ. Em còn được cái 4 màu thôi. 4 màu thôi mấy chị ơi. Còn cái nào tím Huế này là 65-67 kg đổ về. Đó. 65-67 kg đổ về. Tím Huế ha. Lấy màu đó để mình đi. Rồi lấy màu đó bạn lưu ký ok. Rồi chị đang thích màu nào nữa thì chốt màu đó giùm em nha. Thích màu nào chốt màu đó nữa giùm em. Lấy còn sọc của chúng thì thích chốt. Chị nào ưng màu nào chốt màu đó cho em nha. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em nha. Rồi chị đã giới thiệu giùm em nè. Đó mấy chị mặt đẹp nhớ giới thiệu giùm em nha mấy chị. Rồi xong qua mẫu tiếp tục cho mấy chị nha mấy chị ơi. Chị nào ưng cái này thì chốt giùm em nha. 57 kg đổ về, 57-58 kg đổ về giùm em con này. Xanh. Xanh coban giùm em nha mấy chị ơi, xanh coban. Xanh coban. Rồi 75 kg đổ về. 75 kg đổ về là em còn màu vàng nha. 75 kg em còn màu vàng. 55-57 kg đổ về em còn màu xanh. Rồi nhanh tay chốt giùm em con này em sale cho mấy chị luôn. 170 luôn, sale. Sale quá trời sale luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt em 170. 160 luôn mấy chị ơi. Rồi sale luôn mấy chị ơi. Tại vì còn có mười mấy người xem thôi. Sale vậy rồi mai mấy chị chốt thêm kia. Bộ nó lại nó trơn rồi. Bộ nào? Cái xẻ tà hả chị? Xẻ tà là hết rồi. Hay là cô hỏi mẫu này. Mẫu này là con là 60 kg là con mặc được nè. Nhưng mà ôm nha.
thầy chốt giùm em. Ơn thầy chốt giùm em ha. Xanh 57 kg, 57-58 kg nè. Tại vì con trừ hao lên con mới nói là 57-58 kg. Chứ học ra mà bận 60 kg thì mặc cũng ok. Bộ đang mặc. À bộ đang mặc lên con. Cô bao nhiêu năm mấy? 53. 53 là cao hơn con. Con nghĩ là cô mặc vừa đó cô. Cô có bạn ôm không? Bạn ôm là cô mặc vừa. Tại vì con cũng 50, không thể muốn mua con này mà. Tại vì con là 50-60 kg rồi đó. Có 1m52, 51-52 à. Coi như 50 đó. Là con mặc vừa đó. Nếu mà cô ôm thì con chốt cho cô xem 160 luôn. Nè nghe mà khỏi nái. Nói cô lấy không? Lấy thì ok chốt cho con luôn. Lấy thì ok chốt cho con luôn. Màu vàng nè. Màu vàng thì lấy cô nào hỏi. Lấy cái con đó luôn đi cô Cương Kim ơi. Cô Kim Cương nè. Lấy con đó luôn đi cô. Xanh là cô mặc dừa đó. Thích bận dừa phơm là mặc con đó. Còn thích mà rộng rộng là cô đừng có lấy con đó nha. Thì phơm nhỏ á cô, cái này phơm nhỏ. Hồi đó cô cũng có bộ đó mà. Ở số 3 đúng rồi. Số 3 cái này size 2. Vậy là size 2 thì là cô hít bằng thoải mái là không vừa rồi. Nếu mà cô hít thì tại vì 60 kg là con mặc vừa đó. Còn cô hít bằng vừa phơm thì cô lấy con đó. Tại vì số 3, số 2 nó nhít nhau cũng không có nhiều. Đó là con về là 75 kg độ về nè. 75 kg độ về. Em xem với chị 160 luôn. Nhanh tay chốt giùm em vàng. Vàng 160 giùm em nha. Vàng 160. Đó. Vậy nào mà 75 kg độ về thì chốt giùm em vàng 160. Vàng 160. Còn có con hay con lên xem hết đó cô. Không dài con mặt đó cô. Bởi vì con 60-61 lưng nó lên xuống hoài. Có chị kia đi kiếm cái bộ này bây giờ không bán rồi giờ còn sót ở đây rồi. Bộ heo trước heo sau 75 kg nè, heo trước heo sau 75 kg nè, 75 kg độ về nè. Màu mẫu này sale của chị 200 luôn đi. Heo trước heo sau, heo trên heo dưới luôn, trên dưới rồi heo tay luôn, rồi sale chị 200 luôn. Còn bộ chị kiếm heo trước heo sau quá trời không lên chị xem rồi hey. Chị mà hỏi chị hỏi quá trời đó không, tại vì nó cho nó chồng chồng lên không biết á. Vậy là cô Phương Kim lấy hồ đó luôn không? Dạ cô không vừa đâu, mà sao một tiếng vừa như thế này, số 2 nhỏ hơn rồi. Thì con thấy con mặc vừa đó. Rồi đây rồi, chị nào ưng thì chốt giùm em ha. Ưng thì chốt giùm em. Tại bữa hỏi mình còn sai lên mình lấy cho thoải mái. Giờ cũng còn ưng được quá. Rồi đây vàng giùm em, rồi chị nào ưng thì chốt em. Sợ không vừa rồi ok. Ok cô. Rồi đây là chị nào ưng thì chốt em 75 kg vàng. 75 kg vàng giùm em nha. 75 kg vàng. Đó, sale 200. Sale 200. Sale 200 luôn. Có chị nào hết bận áo không? Áo lẻ không? Đồ bông nó lẻ, mấy chị có muốn lên mẫu nào không á chị ơi? Mấy chị lấy nó mấy em xuống like đây. Mấy chị ơi, mấy chị còn xem gì nữa không? Không thì em xuống like ha. Muốn lên mẫu nào nữa không? Muốn lên mẫu nào nữa thì báo em, còn không thì em xuống like. Giờ em xuống like luôn. Chị đang hết bộ tay lỡ đơn giản, không có heel, không có làm gì không mấy chị. Cái bộ đục lỗ mấy chị. Đây. Cái bộ đục lỗ nè. Bộ đơn giản tay lỡ đục lỗ nè, có chị nào muốn lấy không? Em mở cho mấy chị xem. Chị lấy hai bộ, một bộ màu nào mà đổi thành màu tím vậy? Cái gì chốt cẩn thận giùm em, cái gì anh chị nói.
Thôi rồi em không biết luôn. Cô lấy hai bộ, một bộ kiểu con. Là sao cô? Thì ngày nãy cổ một bộ xanh dương, cổ một bộ đúng rồi, xanh xanh dương đen nè. Thì bộ đồ tím, bộ tím. Bây giờ cô đổi là bộ tím đó, bây giờ cô lấy màu nào? Giờ cô lấy không, cô lấy màu tím, vậy là cô lấy màu nào? Vậy là cô lấy màu nào? Báo giùm con để con biết nha. Còn mấy cô nào chưa muốn xem mẫu nào nữa thì xem ha. Không thì em xuống like nha. Có cô nào không? Đây, nhóc. Đây, đưa cái bộ đó lại đây. Còn được có mấy bộ thuộc rồi đây nhóc. Đây nè. Nó đang sale đó chị. Bộ này đang sale 16. Sale lỗ nha. Bộ này là còn sale lỗ đó. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. 160. 160. Chị Nga lấy mẫu này không? Bộ này size của chị em có màu vàng đó chị Nga. Kim là chị biết rồi đó, chị mua đợt đầu đến 200 rồi đó. Mà đưa con ơi, đưa con màu vàng ơi. Chị màu mẫu 3 hồi nãy. Chị nói vậy sao biết chị ơi? Chị không chị nói vậy sao biết được? Em lên thì chị chốt liền hay sao? Em lên thì chốt liền chứ bây giờ bây giờ em nãy giờ em sale quá thì nhiều hàng luôn, bây giờ chị nói mẫu 3 là sao, màu 3, mẫu 3 gì đó sao em nhớ được đây, không nhớ nổi luôn, không nhớ nổi là mẫu nào luôn chị ơi. Chị muốn đổi mà giờ chị nói em không biết mẫu nào luôn á, chứ không phải là em không cho đổi. Đây nè, màu vàng này có size của chị cũng được đó nè, đó em đang sale 160 là cực kỳ đẹp luôn. Và đây nè, 55 kg độ về là chị Châu bỏ nè. Chị nói màu rồi với số tiền đi chị, rồi em mới biết được em kiếm cho chị. Còn hàng chị nói qua nhiều mẫu quá rồi. Rồi đây rồi chị nào ưng xanh chút xanh em. Phơm này bây giờ nếu mà bạn hổ máy em chịu hao, tại vì em 60 kg mặc dù nhưng mà em chịu hao với chị 55 kg đổ về đi. 55 kg đổ về, 55-57 kg đổ về nè. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Xe 160 luôn rồi chị Châu bỏ ơi, ưng thì chốt giùm em. 160 xanh coban. Ưng thì chốt giùm em đi. Đây là mặc cái áo cho mấy chị xem đi chứ đưa lên vậy mấy chị không có thấy rõ, mấy chị không thích. Đây nè em mặc cho chị xem. Đó. Xanh coban giùm em cực kỳ đẹp luôn. Đó, xanh ha. Tay này là tay thiết kế không đụng hàng nha, mẫu này là không đụng hàng nha em luôn. Rồi chị làm nhanh tay chốt giùm em. Đó, thoải mái cực kỳ luôn. Rồi nhanh tay chốt thì em xanh coban 160. Châu bỏ ưng mẫu nào chốt mẫu đó nha. 160 chị có thích xả tà không? Đây nè, mẫu xả tà nè, em có size của chị 55 kg nè. Xả tà cánh tiên, tay cánh tiên cũng là 55 kg nè. Đó, 55 kg đổ về cánh ti giùm em. Rồi nhanh tay chốt giùm em ha. Sẽ tà cánh ti nha mấy chị yêu ơi. 55 kg đổ về giùm em con này. Đó, rồi chị làm nhanh tay chốt giùm em. Quá đẹp luôn. 55 kg đổ về. Xe 180. 180. 80. Em có ống rộng nữa, em có ống rộng xây 55 kg nữa. Rồi một bộ cuối cùng nha, chị ưng thì chị chốt giùm em luôn. Đây, đen vàng này xe cũng 180 cho chị luôn. 55 kg đổ về. 160 là game 3D, còn thêm trực tiếp là nhanh bán thôi chị. Rồi, em lên bộ nào là em báo giá bộ đó, nên chị yên tâm. Rồi nhanh tay chốt giùm em, đen vàng 180. Theo 180 luôn, rồi nhanh tay chốt giùm em, hàng thư trực tiếp ha. 180 giùm em luôn. 180. Xẻ tà đó còn 60 kg không? 60 kg em hết chị ơi. Chị cao xe cao xíu nữa là mặc cái bộ đó là vừa đó. Tại vì em sao em cao 1m52 mà 60 kg mà em mặc vừa đó.
ba, nhưng mà em sợ là chị không thích bận bận ôm á, không thích bận ôm thì mặc không có được, thích bận thoải mái là mặc cái bộ đó không được đâu, thích bận ôm mặc bộ đó mới được đó. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Đẹp lắm chị ơi. Đó là cái tà kia, cái tà là bông cá. Dây này mã 1 giùm em. Dây
đi nè, mã 1 giùm em ha. Mặc trời mà trời nóng nóng được nè, lấy bộ này giùm em ha. Rồi chị Ưng thì chốt em dây. Dây mã 1. Sao mặt mặt
cấp giùm em, sale 170 luôn. Nè mấy chị về mấy chị giặt mấy chị có thể gỡ ra. Tại vì cái này là nó làm để cho nó cứng á. Nó cứng để mai hiêu cho nó chuẩn á. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em á. Xanh sale luôn. Xanh coban mẫu này. Mẫu này sale mấy chị 170. Hiêu trước hiêu sau mấy chị nha. Hiêu trước hiêu sau luôn, có size 40 đến 50 kg. Với lại là form 65 đến 75 kg nha. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Có màu đâu? Trời ơi, lỡ một hồi không có đủ màu bên đó đó, số 1 nằm phía bên kia. Ừ. Rồi, vậy là xanh cô ban, chốt xanh cô ban mấy chị ơi. Có màu đỏ không? Không có màu đỏ chị ơi. Cái cây chị đàn ưng thì chốt liền em ha, có size 75 kg luôn. Cái này có chữ cô su kim của nghiệp nữa nè. Đây nè, con thấy cô su kim đang xem nữa nè. Đây mình có màu đỏ luôn á, với là màu đen tím luôn. Rồi chị đàn ưng cái màu nào thì chốt màu đỏ luôn. Em còn mấy bộ đồ bông thiết kế, hàng thiết kế thì chị bận gì đây? Chị nào lấy thì chốt em cho số điện thoại luôn nha. Cái này em đang xem chỉ có hàng 170 thôi đó, chị đàn ưng thì chốt nha. Đó, không ngán ai đâu, một ngày này đẹp lắm, để hoài cũng bán được à. Đó, mẫu đẹp cực kỳ luôn, tiêu trước tiêu sau. Từ nãy giờ cái mẫu đồ bông số ký của chị là không ai hỏi hết trơn đó nha. À cô Su Kim ơi, con có xây cái đồ bông thiết kế của cô 130 á cô. Cô có muốn xem không, cô lên cho cô xem cô Su Kim. Đẹp lắm. Đó, nãy giờ tại vì không ai hỏi hết trơn, không có lên xây của cô. Về rồi gần hết rồi, còn mấy bộ thôi mà đẹp lắm. Có một ký nữa. Dùng đi lên coi cho cô coi lại nha. Đó coi, chị đầu ưng thì chốt em lấy màu vàng bò. Chị lấy màu đỏ và lấy màu vàng bò nữa hả? Rồi vậy là hai màu ok, cho xin số điện thoại luôn. Rồi lên số điện thoại giùm em chốt chị hai màu ha. Lên số điện thoại giùm em rồi chốt màu đỏ nè. Với lại vàng bò. Rồi cô coi đẹp thì cũng chốt hai bộ cho chị nào lấy thêm đi. Hoặc là chị lấy hai bộ về mặc thử trước đi. Đẹp thì vô thì chốt tiếp. Tại cái mẫu này á, cắt em á về mặc đẹp á là quay lại chốt tiếp màu à. Có kiểu màu vàng mà chốt tiếp. Hàng rất là đẹp luôn. Chị coi nè. Cực kỳ đẹp. Đây là cô Su Kim ơi. Con lên mấy cái mẫu size 65 kg đổ về cho cô được. Có chị nào trong size 65 kg đổ về thì chốt giùm em nha. Sát nắp hả? Bị lộn xộn vậy đó. Mỗi cái lên có cái sát nắp, có cái có tay. Rồi chị nào hồi chốt thì cho số điện thoại cho em nha. Dù như người ta đem lại năm khúc giải, năm mai đủ mà năm kiểu cho ta, nhưng còn mà mai trùng kiểu rồi mà không. Rồi sau 5 kg đổ về cho em bộ bi này. Bi ha, bi này em xem với chị 130. 130.000. Em lấy vài bộ về bận đi chơi. Lấy vài bộ về mặt đi cô. Con này đẹp quá nè. Mặc ở nhà cho mát, khoảng gầy á, trời nực nóng nực lắm cô. Khoảng gầy trời nóng nực lắm, chị mua cái bộ này về mặc đi cho nó mát. Đen tím. Đen tím là cái nào đâu? Ơi. Đen tím sắc mắt hay không? Ơi. Ơi, sắc mắt nha cô ơi. Sắc mắt cân 40 kg rồi chơi. Sắc mắt cân 40 kg thôi. Chưa biết lắm mà cũng nói thế nào gần gần thế nào chị cũng vô mà thế nào cô cũng gần cái bộ này. Bộ này con về hai đợt rồi đó cô, không biết cô Su Kim mua được cái bộ nào chưa.
con về hai đợt sắp nách luôn rồi đó, cái kiểu thịt gì nè, con về hai đợt rồi đó. Đợt trước con bán sạch bắt luôn, cái đợt cái con thấy cái người hai con đặt thêm nữa, con đặt thêm đợt sau nữa, bây giờ chỉ còn được có hai size à, bán gì chỉ còn được có hai size à. Rồi đây nào, rồi chị nào ưng bi cho giùm em sáu năm đổ về giùm em hả chị ơi. Size này của cô Su Kim mặc đẹp nè, cô Su Kim ơi, bộ bi này nè sáng nách cực kỳ đẹp luôn. Rồi ưng bi chuẩn bi giùm con, về nhà mặc cho mát cô ơi, ở nhà mặc nóng ngực lắm. Cái bộ này mặc mát 130. Cô lên thêm giày bộ nữa cho cô coi, cô ưng bộ nào không. Bộ này có tay nè, rồi xong rồi cái này là mã một của chị ơi. Rồi chị nào thích thì chốt cho em mã một. Cô đặng lý nhiêu ký vậy? 75 ký hết rồi cô ơi.
rồi. Rồi đây nè, con mới về hôm nay là con bán lại, con đăng lên là các con vô like, vô tin nhắn là nhắn tin chốt cũng còn hết rồi. Rồi lên like chỉ bán được có nãy giờ được có mấy bộ đó, còn mấy bộ bán mấy bộ đó, bây giờ còn tay nhỏ không à. Rồi chị nào ưng này ghi mã 4 giùm em, mã 4 nha, mã 4 cổ rất là đẹp luôn đó. Mã 4 chỉ có 130 một con thôi, 130 ha. À mấy chị ơi, ngày mai em có về áo khoác á, áo khoác mà loại mà bận nắng á mấy chị, bận chống nắng á mấy chị. Mai mấy chị vô mấy chị đựa áo khoác ha, ngày mai em có về hàng á. Rồi chị nào ưng thì chốt em, rồi em xuống ngoài ha. Có chị nào ưng không? Mấy món này vừa không? Bộ cao mới sáng rồi đó. Vừa đó. Phải làm không? Không không. Rồi đây rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em. Ưng thì chốt thì giùm em nha. Bộ cao mới sáng là sao không có bên? Con chỉ còn được mấy mẫu này nè, cô đăng lý có chịu thì ấy nha, nhưng mà có tay. Nhưng mà có sẽ nách không? Đây chút xíu. Tay nhỏ. Có cái tay treo không? Ai biết đâu. Rồi chị đã ưng mã 4 chú 4 giùm em, 60-65 kg. Rồi đây, để con lên thầy cho cô đặng lý thôi, cô đặng lý có ưng không? Uống. Không có thì
85 cái em có đồ lửng đơn giản 100 ngàn được không chị? Em có đồ lửng 100 nghìn được không? 100 nghìn đó chị. À, quần ống ôm với quần ống suông. Đồ lửng. Bận như giờ này bận nó mấy đó mát gì ơi. Cái mùa này em hay về mấy bộ đồ hung. Được, em bán cho chị xem. Có chị nào hết bận lên đồ đồ hung 100 nghìn không? Em lên cho mấy chị được. Có xây 80 kg luôn á. 90 kg về. 90 kg về. Chị nha, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Ngày mai mấy chị nhớ nghe máy giùm em để em chúc đơn mấy chị nha. Còn đây. Đây nè.
280 xe 140. Nè ghi bịch mức cường Phạm Thị Ngọc Giai nè. Bỏ trong bịch bóng gương ghi không. Mấy chế ơi em còn ít mức cường. Mấy chế không phải còn ít, còn tới ba mấy bịch lận. Mức cường của chùa Bủ Tích ở Vũng Tàu. Chùa nuôi 16 triệu cơ nhở. Mấy chế ơi mua ở đâu cũng vậy, dù mắc dù rẻ mua ủng hộ cho sư cô. Cho sư cô có tiền nuôi mấy tiểu. Mấy chị ơi nha, 90.000 hộp mức gừng nè. 90.000 một hộp mức gừng mấy chị nha. 90.000 một hộp mức gừng. Rồi chị nào chốt mức gừng chốt lên giúp giùm em 90.000 bịch mức gừng nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị đầm này nè. Móc gỗ tôi à. Hỏi hỏi. Em lên tiếp mấy chị đầm này. Đầm này yên mặt lên xinh lắm. Đầm này sale 140 nè mấy chị. Đầm này em sale 140 nè. 280 mà sale 140 đầm này nha mấy chị. Thứ nhất là tay phòng cánh tiên nè. Form đẹp lắm. Form của đầm này đẹp lắm. Ở sau lưng có chung thun. Cho nên mấy chị đừng có sợ chặt nha. Rồi đầm này 280 sale 140 đầm tím. Em nói với mấy chị là con này bao xinh luôn nè. Cái con này lên form lên xinh bà cứu nội là cái con đầm này nè mấy chị. Form lên xinh dữ dàng lắm. Nó là cụ đất chéo ha. Thứ hai là tay cánh tiên nè. Đấy đầm này 280 sale 140. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em. Chị ơi lấy cái đầm sale 160 kia cho chị Huyền Trang Lê xa XL. Chị Huyền Trang Lê xa XL. Đầm này đâu? Đầm kia kìa. Huyền Trang Lê xa XL. Phải đây là của Huyền Trang Lê. Mấy chế ơi, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Chị Huyền Trang Lê 160. Rồi tôi xuống lấy chị cái đầm này 2x nè. Một cái đầm xanh. Với lại đầm đỏ ngọc trai mới về nè tôi à. Đầm đỏ ngọc trai mới về nè. Rồi lấy hai con. Con xanh với con đỏ ba cho size 2x 300 ngàn của chị Lan. Đầm tim không co giãn nhan lan. Nhưng mà đầm tim nó có chung tung ở sau. Nhưng mà em mặc size L thôi. Nhưng mà đầm đó lên rất là đẹp và rất là gòn. Ai cái đó size, cái này cũng size L đúng không? Cái đầm của chị Loan nói đúng rồi đó. Cái đầm tím mặc lên vừa đẹp da mà vừa gọn. Size 2X. Mày nghe cái gì mà xanh thành size L vậy? Thằng này coi như không theo nó là nó gửi lộn bill size ra khách hoài luôn á. Là đầm đó đó chị. Thứ nhất là mặc lên rất là trắng da. Thứ hai mặc lên rất là gọn người. Cái quan trọng mới lo là cái đầm nó mặc lên sang chứ không sến. Cái màu tím nó rất là dễ sến. Nhưng mà màu tím này nó không có sến nha. Màu tím này nó không có sến. Ghi cho chị Lan ha. Chị Lan không. Ghi cho chị Lan không. Lan không. Lấy bịch vàng à, bịch xanh đi luôn. Lan không hai mẫu nè. Ghi ở trong phần bay nó có địa chỉ. Ở trong cái chỗ chị lưu có địa chỉ số điện thoại. Chọn mới Lan không. Lan hơn hai cái, hai cái đầm 300 cộng 300. Chị đọc cho Ghi nè, Ghi trong bịch xanh đây. Lan hơn này là 174 Phú Yên. Ủa lộn. Lan hơn này không phải 174 nha. Lan hơn này là Đồng Tháp 620. Đồng Tháp 620. Có dấu không? Có dấu không? Chưa biết. Lan hơn có dấu. Chữ Lan không dấu, chữ Hân có dấu. Có chữ Lan không dấu nè chứ. Rồi chốt cầm này Lan Phạm Ngọc XL nè. Rồi Lan Phạm Ngọc XL đầm. Cái đầm này đẹp lắm nha, đầm này Lan Phạm Ngọc về mặt là không có một điểm trừ luôn ha, không có một điểm trừ luôn. Rồi xong vô chốt Lan Phạm Ngọc là 300 cộng 300 phải không? Rồi Lan Phạm Ngọc 140.000 của Lan Phạm Ngọc nè. Mấy chị không chốt đầm tím mấy chị mới hối hận ha. Mấy chị không chốt đầm tím mấy chị mới hối hận. Con áo này là 80 đến 100 kg nè. Áo này 80 đến 100 kg ha. Áo này 80 nói chứ em bán 1 kg chân gà. Em gán bán 1 kg chân gà sống mà ra tới 2. Em bán 1 kg chân gà chín chứ. Nãy giờ nghĩ là làm chân gà xà tắc để giao cho khách 10 kg đó mấy chị thấy em. Mấy chị thấy em lì gớm không? Là hồi nãy giờ á là coi như là 1,5 kg gà sống vô có 1 kg 2 hũ gà chín nè. Đồ bé đang mặc là đầm. Ở đồ em đang mặc là nó có 2 mẫu lần chị bé Phạm. Cái mẫu này là bộ yên mới may qua. Cái này là bộ rồi chị xinh lắm mà màu nhung này đẹp lắm chứ ơi. Cái này là bộ và mẫu này em có đầm nữa. Mẫu này yên có đầm xanh nữa, là màu xanh kia nó tươi hơn màu xanh này. Đó, chị bé Phà muốn coi mẫu đầm ngọc trai đó không? Hôm qua em về cái đầm sâu kia mới đẹp nè Ti. Cái đầm dây. Đầm dây xanh đúng không? Đầm dây này hả? Bộ hay đầm? Đầm hả? Rồi Ti lấy cái đầm kia luôn cho chị bé Phà coi. Cái bộ này thì yên đứng lên cho chị thấy rồi phải không? Rồi đây nè, bộ á. Đó là bộ. Đó bộ mà không bỏ vô bịch không? Nằm nhà dưới á. Coi dặm chúng em kìa. Để em lấy chị bé Phà coi con đó ha. Cái áo em mới mặc lên là 80 đến 100 kg. Áo đã xe cho mấy chị 50.000. Xe cho mấy chị 50.000 nha. Em lên cho mấy chị một con áo jean nè.
em lo cho mấy chị một con áo jean mấy chị. Một con xanh đó với là một con xanh dây ngọc trai này dưới treo á. Có treo trên cái xào không? Đây nè, con xanh này này chị bé Phạm hôm qua giờ em chốt con này quá trời còn ít lắm mấy chị ơi. Con này yên còn rất là ít nha. Trời ơi con này phơm lên đẹp lắm. Phơm lên không có một điểm trừ luôn á mấy chị, tầm này nè. Nhưng mà còn size 60 đến 90 kg nha. Rồi đây là con đầm ngọc trai giống em đang mặc này. Nhưng mà cái này là đầm. Còn cái của em đang mặc là nó là xếp bộ mấy chị. Cái em đang mặc là xếp bộ, còn cái này là đầm. Ha. Đó mấy chị chốt cái gì màu xanh này. Màu xanh này đẹp ghê mấy chị. Màu xanh này đúng đẹp luôn á. Màu xanh này em bị mê luôn nha mấy chị. Màu xanh này em bị mê đó. Rồi em có một con áo 200 ngàn nè. Như vậy? Em có một con áo 200 ngàn nè. Bộ có 70kg chị bé. Đây lấy bộ này size L 60 đến 70kg cho chị bé Phạm. Bộ đó đó. Bộ đó đó. Có chị à, 260 nha chị bé Phạm. 260 nha chị bé ơi. Em lo nha mấy chị áo khoác xanh đột chuối. Em lên nha mấy chị áo khoác xanh đột chuối. Con này là có 102 nè mấy chị. Con này 200 ngàn nha. Rồi con này mấy chị mặc đi chơi vô là hơi bị đẹp luôn ha. Con này mấy chị mặc đi chơi vô hơi đẹp. 60 đến 80kg con này. Chị nào chốt mã áo jean đi chơi đi phượt mã áo jean mà đi chơi Tết là chốt con này nha. Con này là hàng Việt Nam xuất khẩu. Con này bán cho mấy chị với giá 200. Bán cho con này cho mấy chị với giá 200. Chị nào chốt áo này chốt lên giùm em nha. Lấy cho chị bé Phạm một bộ size L. Rồi mấy chị ơi em có con áo trắng này. Áo trắng 80 ngàn. Mấy chị coi form áo trắng này. Trời ơi áo trắng có túi rồi mấy chị. Áo trắng có túi. Con này xe cho mấy chị 80. Mấy chị tranh thủ chốt con này nha mấy chị nha. Size đẹp lắm. 60 đến 90kg áo trắng. Chị nào chốt áo trắng giấu quần chốt giùm em. Áo trắng giấu quần 100 ngàn. 100 ngàn áo trắng giấu quần nha. Áo trắng giấu quần 100 ngàn mấy chị ơi. Rồi đầm tím 280 xe 140. Tây ơi, ở trên này nó còn mấy cái mã đầm này nè. Mấy mã đầm lộn xộn này, tôi đưa xuống cho chị à. 280 xe 140. Mày nhắn tin mà một hồi mà lộn bi là tao quýnh hai thằng gái dính trụ điện nha. 280 xe 140. Chế nào mà chưa thấy cái mã này thì giờ vào fanpage của Yên. Vào trang của Yên. Coi nè. Coi cái mẫu này Yên mặc như thế nào nha mấy chị. Có túi hai bên nè. Mấy chị cứ vào trang của em đi ha. Rồi mấy chị coi là biết là Yên mặc cái mẫu này như thế nào. Rồi nãy giờ rồi mày coi thử bé Phạm rồi mày nói rồi chưa? Chị bé Phạm lên chiều cao con nè, mấy cái đó cái đợi nhắc hoài tay. Chưa có gì hết mày nốt. Chưa có cái gì mà không nốt. Coi thử người ta khách cũ hay khách mới mà có gì không có mày cãi. Rồi em lên cho mấy chị đầm môn nè. Đầm môn này là đầm sơ mi rứt tay. Đầm môn này là đầm sơ mi rứt tay. Và tí xíu nữa Yên sẽ đưa cái bao đầm này xuống xe cho mấy chị nè. À, tí xíu Yên sẽ đưa cái bao đầm này xuống sale cho mấy chị. Đầm môn 280, em sale cho mấy chị 160. Đầm này có size 60 đến 100kg đầm môn. Đầm này mấy chị mặc che bụng rất là tốt mà. Form ở trên rất là dịu dàng nè. Ha, form trên dịu dàng và che bụng cực kỳ tốt mã này. Cho nên chị nào chốt mã đầm môn sale 160 chốt giùm em nha. Có áo thun ba lỗ không? Có chị bé Phạm. Đây cho áo thun ba lỗ. Đây. Còn ít lắm chị. 120 ngàn một con chị. Size 60 đến 85kg. Nè. Yên có mã nâu nè. Nó là thun gân nha chị bé Phạm. Tôi la đâu ạ? Cái này là nó là thun gân nha. 60 đến 85kg. 85kg là hết mắt nha mấy chị nha. Vải đẹp lắm nha chị bé. Rồi con này 120 ngàn. Chốt giùm em mã nâu nè. Mã nâu nè. Chốt giùm em mã trắng nè mấy chị. Chốt giùm em mã trắng nè. Chốt giúp dùm em xanh coupon nè. Con này mặc lên phơm xinh mà vải đẹp lắm. Xanh coupon nè. À, xanh coupon. Con này chốt dùm em sọc nâu nè. Sọc nâu nè mấy chị. Rồi, hết sọc trắng nè, sọc nâu nè. Rồi chị nào chốt gì nữa chốt đi ha. Em còn có mấy màu đó. Hết rồi đó mấy chị. Em hết rồi. Nhưng mà mã xanh coupon còn một con. Mã nâu trơn em còn một con ha. Chỉ còn ở đây là sọc nâu là nhiều. Cho nên chị nào chốt thì chốt nhanh giúp em. Còn con này thì 70 đến 100kg. Con này sale cho mấy chị 140 nè. Chốt giùm em áo sọc ngang sale cho mấy chị 140 con này. Chị nào chốt con này 140 chốt lên giúp giùm em 140 nghe mấy chị. 140. Cái bao đầm này còn bao nhiêu cái đi? Bao đầm này nè. À, ơn Nguyễn bao đầm này xuống sale luôn. Bao đầm này còn ít lắm. Còn rất là ít luôn. Không biết nó nằm khúc nào nha, nhớ là cầu thang đi lên mà không biết khúc nào. Chế nào mà chưa chốt bao đầm này thì hôm nay chốt nha.
Em nói mấy chị vải bao đỉnh luôn nè, nhìn nè. Vải bao đỉnh mấy chị. Vải đỉnh điểm lắm, vải co giãn mà phơm lên rất là đẹp. Mấy chế mà thấy em mặc cái phơm đầm này là mấy chế bị ghiền liền. Mấy chế thấy em mặc phơm đầm này là mấy chế ghiền liền. Vừa xinh, vừa đẹp, vừa co giãn, vừa gọn gàng mà đang là giá sale 280.000, sale cho mấy chị 190.000 đầm này. Đầm này mà thợ mẫu em thử lên là không có đủ bán nha. Xong cái like này chút xíu em sẽ đăng hàng sale. Và lấy những cái mẫu này để đăng hàng sale và sửa báo sẽ còn sai gì luôn. 280.000 sale, 190.000 đầm hợp đầm mà khuyết cổ. Chỗ này là khi mấy chị mặc ngực lên nó sẽ căng ra nè. Nó căng ra và nó cắt chỗ này một chút gì nè mấy chị ha. Rồi chốt giùm em đầm đen, đầm đen khuy. Đầm đen khuy yên sale cho mấy chị với giá là 190.000 đen khuy. Chị nào chốt đen khuy chốt lên giúp giùm em đen khuy kèm số ký nha mấy chị nha. Đen khuy kèm số ký. Em có cái bộ này là kèm quần chính tắc, bộ này em sale mấy chị 80 nè. Ha, đầm XL 190 của chị Diệp Kim Chi, để nó đưa cái bao xuống nha chị Diệp Kim Chi. Đầm nó đẹp lắm nha. Đầm nó chị Diệp Kim Chi để đi ăn tiệc cũng đẹp nữa. Rồi nó đưa cái bao đồng xuống. Em sale bộ này cho mấy chị nè. Nhưng mà bộ này bây giờ em bây giờ em chỉ còn size L với XL thôi. Size L thì áo nó không phải là áo phông rộng ha. Cao 1m5, 65kg, lấy 2-3 lỗ. Màu nâu với màu xanh. Dạ, lấy 2-3 lỗ màu nâu với màu xanh của chị nè. Của chị bé Phạm nè. Rồi chị bé Phạm hai cái áo 3 lỗ nè. Rồi em lên cho bộ đây sale cho mấy chị nha. Bộ này em sale 80, nội 80 là đủ cái quần legging rồi đó mấy chị. Nội 80 là đủ cái quần legging rồi đó. Trời ơi, là quần legging mà em bán lẻ không đã 140 nè. Dạ, quần chính tắc này em bán lẻ không cũng đã 140 nè. À, quần này em bán lẻ không cũng đã 140 rồi. Cho nên chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em nha. Chốt giùm em áo chữ nè. Áo chữ mấy chị. Áo chữ. Chị nào chốt áo chữ chốt lên giúp giùm em. Chị bao đó buồn. Ừ đúng rồi, còn mấy cái cho mình riêng người của tao hết hồn. Rồi hai áo đó của chị bé Phạm. Rồi giao cho chị Bình Bùi nha. Bé Phạm hồi nãy ghi chị Bình Bùi vô. Ghi bỏ bình xanh cho chị Bình Bùi luôn á. Bình Bùi mở ngoặc bé Phạm. Hai áo là 240. Rồi giá trời còn XL cho chị Diệp. Đây XL nè. Nguyên bộ áo chữ luôn á chị Song Anh. Rồi XL của chị Diệp Kim Chi 190 nè. Ở ngoài bên nè. Rồi Diệp Kim Chi 195 nè. Đầm của Diệp Kim Chi 190. Đầm của Diệp Kim Chi 190. Nguyên một bộ nè mấy chị ha. Nguyên một bộ Diệp Kim Chi 190. Bộ áo chữ này là sale còn có 80 là lỗ nhiều lắm nha. Dạ ok chị Song Anh nè. Rồi cái này của chị Thúy Nguyễn nè. Rồi Thúy Nguyễn nè, Thúy Nguyễn 80.000. Bộ áo chữ size L. Chị Song Anh ơi, bây giờ nó còn XL không mà chị Song Anh ơi. Chị Song Anh ơi, bây bộ áo chữ này còn size 60 đến khoảng cỡ 77kg à. Còn size L không à. Rồi Diệp Kim Chi nè. Diệp Kim Chi 80.000. Diệp Kim Chi 80.000. Chị Song Anh bây giờ còn size L không mà chị Song Anh có lấy thì lấy giúp em ha. Size L thì cái quần đối với chị hơi rộng. 80.000 nè mấy chị. 80.000. Quá trời quá đất. Theo kiểu này là quá trời quá đất luôn á mấy chị. Theo kiểu này là chết nhỏ trên ghe luôn. Chết nhỏ trên ghe nha mấy chị. Chết nhỏ trên ghe. Rồi cái chị nào chốt nữa không? Rồi lên tiếp cho mấy chị. Đầm cam đất mấy chị ơi. Đầm cam đất của tim trước tim sau nha. Đầm này form đẹp lắm. Đầm này form rất là đẹp. Áo chữ có co giãn nha Mido. Dạ ok chị Song Anh. Đây nè mấy chị. Đây ha. Trời ơi đầm này 260 đầm cam đất nè. Chứ nào mặc đầm này lên form dễ thương lắm. Form này vừa dễ thương vừa gọn mà vừa đi chơi đẹp. Nhưng mà nó là màu cam đất nha. Nó là màu cam đất. Em lên cho mấy chị một cái con đầm ren. Chế nào mà chưa mặc đầm ren này nhà em thì nên mặc nè. Mấy chế thấy gì không đẹp khi lên form con này đẹp lắm. Ha. Khi lên form con này đẹp lắm. Mido. Mido 80.000 mới in xong. Mido 80.000 mới in xong. Form lên đẹp lắm nha mấy chị. Form lên đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn. Hello chị Tâm. Đây nè. Đầm này em có size từ 60 đến 100kg đầm ren. Khi mấy chị mặc lên chỗ đây nó căng ra nó thành cái nịt bụng rất là hay nha. Nó căng ra nó thành như thế này nè mấy chị ha. Đó. Đầm này là 280.000. Đầm này 280. Chị nào chốt đầm này 280 chốt lên giùm em đầm này 280. Em lên cho mấy chị một cái mã đầm đen cổ trắng. Xinh không mấy chị? Mã này mấy chị mặc lên tự khắc nó xinh lắm.
Mã này rất là đẹp. Mã này nhìn thứ nhất là vừa hay mà vừa đẹp mà vừa giống tiểu thư là mã này nè. Mã chốt giùm em mã đầm cổ trắng 280.000. Hello chị. Mã đầm cổ trắng 280.000 đầm cổ trắng. Chị nào chốt đầm cổ trắng chốt lên giúp giùm em đầm cổ trắng. Rồi em lên cho mấy chị một mã sale nè. Em lên cho mấy chị một mã sale. Mã này là 200. Đầm lên 3 ịt. Đầm này là tên. Không có 3 ịt thì lấy 2 ịt nha. Đầm lên nè. Nếu có 3 ịt thì nếu không có 3 ịt thì lấy 2 ịt. Tại đầm này giải co dễ nhiều lắm. Em sale cho mấy chị mã đầm này là 280 sale 160. 280 sale 160 mà mấy chị có cái ren nó làm đẹp lắm nha. Cái ren nó làm rất là đẹp và cái cổ nó làm thủy phơm thủy thủ rất là đẹp. Đầm trắng cổ ren 280 sale 160 đầm này. 280 sale 160 đầm cổ ren đầm sale. Chị nào chốt đầm ren sale chốt giùm em đầm ren sale nha mấy chị. Chị nào chốt đầm ren sale chốt lên giúp giùm em. Mấy chế ơi mua giùm chuồng bị mất gần 90.000 đi mấy chế. Năn nỉ ỉ ôi luôn á. Mấy chế nhín lại 10 đồng. Mua giúp giùm em bị mất gần. Mấy chế ơi nhín lại giùm em. Mua giúp giùm chuồng người bị mất gần nha mấy chị. Rồi cho chị Trang Mai 280. Đưa ly nước. Rồi chị Trang cái đầm nó về mặt gọn lắm nha. Gọn bụng gọn phơm rất là gọn luôn. À có gì nè. Mặt phơm đẹp lắm. Đẹp vô cùng. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Ủa xuất sắc chưa. Hôm giờ mấy chị bị bỏ quên nè. Có quần rin lân cao co giọng ơi co dạng ống suông. Ống suông là nó nằm trong cái đống lộn xộn mấy chị. Có nhưng mà phải kiếm mà chị. Phải kiếm mà chứ giờ kiếm liền là không có chị Thế Phạm. Rồi em lên cho mấy chị con đầm nè. Đẹp không. Ôi coi cổ viền trắng nè. Chốt giùm em đầm nơ đen 280.000 đầm nơ đen. Phơm đẹp ha. Nơ đen 280 kèm số ký. Nơ đen 280 kèm số ký. Em còn đúng một con này nè. Sale cho mấy chị nè. Cho nên chị nào 80 đến 92 ký là hơi bị sướng nè. Rồi sale 180 luôn có một con thôi. Hay. Có đúng một con này hay thôi. Rồi mấy chị có muốn lên cái đầm chưa em sale 120 à? Có đúng một con đầm này thôi. Vải đẹp lắm. 80 đến 92 ký chốt giùm em là nơ đen. Nơ đen của chị Thúy Nguyễn XL. Đầm này chị Thúy Nguyễn XL. Nơ đen 280. Đầm này còn đúng một con. 80 đến 92 ký đầm này. 80 đến 92 ký đầm này mấy chị ha. À, có màu khác không chị? Cái mẫu nào có màu khác chị? Mẫu nào em đưa lên là nó sẽ có màu đó đó chị. Em đưa mẫu nào lên thì nó có màu đó nha chị nha. Rồi chốt giùm em mã này. 80 đến 92 ký. 80 đến 92 ký nha. Đó. 80 đến 92 ký mã này. Chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em mã này ha. Đây mấy chị đầm bò. Đầm bò này là 260.000 nè. Mà chế ơi, chế nào mà chưa chốt con đầm bò này chốt lên đi rồi biết cái phơm liền. Tuy là vải nó mỏng nhưng mà khi nó lên cái phơm căng đét luôn mấy chị. Tuy là vải mỏng nhưng mà lên cái phơm căng đét luôn. 60 đến lại 100 ký. Phơm căng đét luôn nha mấy chị. Phơm không có một cái điểm trừ luôn á. Phơm của cái đầm bò đó. À, đầm cổ trắng chừng nào có gửi cho tôi. Để em lưu lại nha chị Bé Phạm. Em lưu lại em kiếm trong cái lô đó. Teo 108 nè. Trời ơi con này đẹp lắm nha chị Trang Mai. Chị Trang Mai chốt con đầm này là không hối hận luôn á. Thiệt. Chị Trang Mai chốt con đầm cổ trắng 108 này không hối hận. Không hề hối hận luôn. Đầm này sale 160 vải đẹp lắm. Còn mấy con. Có chị nào chốt thì chốt giùm em kèm số ký ha. Nè cái con này chị nào mà 70 đến 80 ký nên lấy nè. Chị nào 70 đến 80 ký nên lấy là con này ý yên hết rồi. Mà không hiểu vì sao nó còn nằm con ở đây nè. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị em thích mặt con đầm này lắm. Em rất là thích mặt con đầm. Em cũng có một con mà rất thích mặt con này. Thích lắm. Nha mấy chị thích lắm. Chỗ này là khi mấy chị mặt căng ngực lên nó làm đẹp lắm. À rồi sale 180. 280 sale 190 đi. 280 sale 190 đi mấy chị ha. 280 sale 190. 70 đến 80 ký nè. Ôi chế nào mà vừa con đầm này là vô một khúc nè. Cái con này là chị Thúy Nguyễn nên chốt nè. Chị Mido nên chốt nè. Chị Diệp Kim Chi nên chốt nè. Em nói thật lòng là con này rất là đẹp. Con này em lên bao phơm nha mấy chị luôn á. Ha. Đầm 190 của Diệp Kim Chi nè. Diệp Kim Chi đầm 190 nè. Đầm 190 còn có một cái nè mấy chị. Diệp Kim gì đây? Có nơ đen không?
Rồi vậy em xuống đi tí xíu chốt nơ đen xong. Để cái đầm nơ đen đây. Đầm nơ đen. Đưa đầm nơ đen kịp này qua bên này cho chị Thúy. Cho chị Thúy Nguyễn rồi kìa. Bỏ ra chút kiếm xong. Rồi lấy cái bill nơ đen nè. Rồi lấy bill nè. Lấy bill của chị Thúy Nguyễn mà nhét trước cái đống túi đi. Rồi xong chưa? Rồi cái đầm trên là của chị Diệp Kim Chi, đầm trăm chín, đầm trên, hắc chi vậy ti. Đầm trên của Diệp Kim Chi 190. Rồi đầm dưới 180 của chị gì? Trang Mai phải không ạ? Rồi. Nó không báo hả Thủy? Nó không báo hả? Mới làm 10kg chân gà xong á. Tạm như siêu nhân vậy đó. Chưa kịp trả lời tin nhắn khách luôn. Coi như vậy là làm miết tới 2-3 giờ sáng luôn á. Ây à, về xong rồi nấu cháo cho ông nội. Nấu cháo cho ông nội xong rồi phải lên cho ông nội ăn là kịp ăn miếng cơm á. Rồi phóng ra đi làm chân gà. Anh Phước chở đi chợ chỗ sĩ á, mua mấy cái xả cái tắc á. Đó. Rồi em có một con quần nè, bán sale cho 80 cho hết hàng nha. Con này bán sale cho mấy chị 80 cho hết hàng nhưng mà đẹp lắm. Trời ơi, con này mặc cái áo thun trắng hay là áo đen trắng á, bỏ áo vô quần. Hoặc là phơn ngắn ngắn đẹp lắm mấy chị. Con này size còn cỡ 67kg đến 77kg. To 67kg đến 77kg quần này nè, sale cho 80 đẹp không? Rồi sale cho 80 quần này nè. 67kg đến 77kg quần này nha. Mấy chế chốt quần này cho uổng nè. Chốt quần này lên cho uổng nha mấy chị nha. Chốt đồ này lên cho uổng nha. Rồi con nơ đen XL của chị Thúy Nguyễn nè. Rồi nơ đen XL 280. Quần 80.000 của chế Nung Lê nè. Đang chờ má em gửi cua heo vô. Rồi chế Nung Lê nè. Rồi chế Nung Lê 80.000 coi để lộn nha. Chị Thúy Nguyễn thành phố có chưa? Chị Đầm Ngọc Trai đó còn không? Đầm Ngọc Trai nào đâu? Để vô coi được nha Trần Thùy. Có gửi trong tin nhắn không? Có gửi trong tin nhắn không vậy? Trần Thùy. Đâu rồi? Trần Thùy. Ngọc Trai đỏ 280. Má ơi cái con này nó đẹp dữ dằn lắm Thùy ơi. Size nhiêu rồi Thùy ơi? Lấy cái con Ngọc Trai đỏ size L tối qua về nha Thùy. Cho Trần Thùy. Trời ơi 300.000 mà nó đẹp dã man con ngang luôn Thùy. Cái con đầm đó nó về ba, nó về hai màu, nó về một màu à, đỏ ngọc trai. Có em gửi rồi đây nè. Tay L nó có hai màu, nó có một con ngọc trai đỏ và một con ngọc trai bò. Nhưng mà con này đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Nè hôm nay sale mã đầm này nè mấy chị. Cho nên chị nào chưa chốt tranh thủ nha. Trời ơi cái mã đầm này đẹp lắm Trần Thùy. Cái mã đầm này rất là đẹp, 80kg ti ơi, XL ti. Cái mã đầm nó đẹp, siêu đẹp luôn. Đầm này nè, vải đẹp, form đẹp và chất đẹp. Khi mặc lên chỗ này nó căng cái ngực ra đã lắm mấy chị nè. Rồi XL của chị Trần Thùy. Giờ đâu có gửi nhanh được à, tất cả mọi thứ đều nghỉ hết rồi. Nghỉ Tết dương lịch hết rồi. Thứ hai mới đi hàng được nha. Thứ hai mới đi hàng được có nghĩa là thứ bảy không gửi bill nè. Chủ nhật, rồi tối chủ nhật làm bill là mờ sáng nó tới nó hút hàng đi. Đó, tại mờ sáng hút hàng đi thì cái chiếm xe sáng 8 giờ rưỡi là hàng mình nó bắt đầu nó đi rồi đó. Đó Trần Thùy rồi nốt luôn rồi tê. Nốt ở trong kia ra đây luôn. Bình Định 797. Cái đầm này sale 190 nè mấy chị. Ha, đầm này em nói với mấy chị là vải là 10 điểm nha. Đầm này mà mấy chế không chốt là uổng lắm. Vải 10 điểm là chất vải của con đầm này. Chị nào chốt vải con đầm này chốt lên giùm em nha. 280 sale 190 đầm này. Chị nào chốt đầm này thì chốt lên giúp giùm em ha. Có một và hay có hai mã sale. Rồi thêm mã này sale nữa nè. Mã sale này là mã đầm viền trắng. Mã đầm viền trắng cũng sale cho mấy chị mà vải coi dễ. Tại đây có còn 4-5 con thôi ha. Mã đầm viền trắng. Chị nào chốt mã đầm viền trắng chốt lên giúp giùm em mã đầm viền trắng nha mấy chị. Nó có màu bò nữa. Chị Trần Thùy muốn coi màu bò không? Muốn coi màu bò thì báo đến giùm em nha. Lên đúng chiều cao cân nặng đi gái. Rồi tôi đưa size cho mắc gì chiều heo chi. Đưa đúng chiều cao cân nặng cho tôi. Không có rộng đâu mà khỏi sợ.
Rồi bộ này em chỉ còn size 60 đến 80 kg. Viền trắng hết đây rồi. Viền trắng. Viền trắng này sáng cầm bao xuống luôn. Viền trắng rồi, nó cầm bao xuống, nó 50 kg để lấy cho nó. Rồi lấy cái ra nó hình như còn, coi thử còn bậy, hình như hết bậy rồi. Còn có size khỏi kiếm đi ha. Nó còn size 60 đến 90 kg à Thủy ơi. Bộ này sale 80 nè. Bộ này sale 80 mấy chị. Bộ này áo kèm quần. Áo form ôm chứ không phải form rộng nha. Áo kèm với quần 1m575kg là vừa xích luôn á bà nội. Rộng đầu rộng. Vừa xích luôn khỏi còn lo. Trời ơi cái quần này nó đã lắm nha mấy chị. Cái quần này nó đã lắm mà tính ra cái bộ này sale là cái quần không cũng lợi. Cái quần này em bán không là đã 140-150 rồi ha. Mà nguyên bộ em bán sale có 80.000 à. Nguyên bộ ý yên bán sale có 80.000 là mấy chị thấy lợi khúc chưa? Thấy lợi một khúc chưa? Hồi quá trời lợi luôn á. Rồi chốt giùm em bộ 80. Có chị nào chốt bộ 80 thì chốt lên giúp giùm em bộ 80 kèm số ký nha. Bộ 80 kèm số ký. Chị nào chốt bộ 80 kèm số ký, chốt lên giúp giùm em bộ 80 kèm số ký. Gì đây? Bộ 80 kèm số ký mới chế ơi. Hồi trưa có con đầm nhung 100kg đẹp mà sao thằng Thủy không lấy trời. Trưa có con đầm nhung 100kg đẹp quá trời quá đất luôn à. Rồi em lên tiếp đồ cho mấy chị nha. Em lên tiếp đồ cho mấy chị. Nhỏ nó đang sống ảo mấy chị. Anh đang live stream nè. Nhỏ đang sống ảo. Chán nè. Sao đâu tôi có những cái đứa em mệt mỏi gì trời. Nè có con đầm bán xe cho vài chục nè. Nó lo cũng được. Bộ tông nặng mới lo cũng được. Rồi lên nè mấy chị. Đầm này đầm yếm size 12 nè. Đầm này 250, đầm này không có sale nha. Đầm yếm này size 12 250 nghe. Ồ đẹp không mấy chị. Đầm này mà em mà vừa nó một cái nó chích cha chích ông với em. 250 nghe đầm yếm này. Chị nào chốt đầm yếm này chốt lên giúp giùm em đầm yếm kèm số ký. Con này là size dưới 72kg nè. Con này size dưới 72kg. Chị nào chốt con đó thì chốt lên giúp giùm em hay dưới 72kg. Lâu lắm rồi em quên bán đầm này luôn nè. Em nói thiệt rất là lâu luôn em quên bán mã đầm này. Lâu lắm luôn á. Lâu lắm luôn quên bán mã đầm này. Đầm này mấy chị mặc lên gọn lắm. Tại thứ nhất nó là cổ tim á mấy chị. Mà cái vải nó đẹp lắm. Cái đợt vải này em không biết đợt vải gì mà vải nó đẹp lắm mấy chị nè. Mấy chị thấy không? Cổ tim là đầm này chị Trần Thùy mặc lên gọn á. Đầm này mà chị nào mà mặc lên á là coi như nhìn cái form với cái đầm không cũng sướng nữa. Đầm này đẹp lắm. Em nói thiệt mấy chị nha. Đầm này có túi hai bên nè. Đầm này khi mấy chị mặc á, mấy chị mặc nha, mấy chị mặc là mấy chị sẽ rất là gọn. Tại vì nó là cổ tim mà ở trong nó có cái miếng đắp chéo nè. Đầm này có size 60 đến 100kg. Có size 60 đến 100kg đầm này mấy chị ơi. Chị nào chốt đầm này thì chốt lên giúp giùm em. Em nói thiệt với mấy chị nha, cái like này em không bán được con này là em sẽ trả hàng. Nhưng mà những chị nào mà 90-92kg mà không chốt con này đi tiệc, em xe cho mấy chị với giá 200.000 thôi thì em sẽ trả hàng con này mà em vẫn tiếc mấy chị. Em vẫn tiếc. Tại vì khi mình còn những con đầm này 92 đi đám cưới, 92kg đi đám cưới, mình sẽ không kiếm được những con như thế này mấy chị. Coi cái nó làm cái kim tuyến đẹp không? Nó làm cái kim tuyến không có rớt là cái kim. Mấy chị nó làm cái bệnh trên đẹp không? Đầm này chị Trang Mai hút để dành đi đám cưới chị Trang Mai. Nếu mình không thích form dài mình cứ cắt thành cái form nhỏ, mình cứ cắt thành cái form ngắn, chứ cái đầm này nó xinh dữ lắm. Nó làm nguyên một cái miếng lót vú cho mấy chị nè, để bệnh cái vú lại nè mấy chị. Trời ơi con này đẹp lắm. Em nói thiệt, con này mà nó chỉ cần size 16 thôi, nó đừng có 16Q là em dớt cái đầu đó rồi. Con này nó chỉ cần size 16 thôi, nó đừng cần, nó không cần 16Q đâu là nó chết ông chết cha nó với em à. Chứ em không có để nó sống trên mặt đất đâu. Là con đầm này nè, là khỏi cần. Đầm đen 65kg là đầm này hả chị Trịnh Hữu Huy? Là đầm này hả chị? Hay là đầm nào chị ơi? Là đầm đen cổ tim này hả chị? Hay là đầm nào? Chắc đầm này hình nó sai hay quá. Đó đầm đen cổ tim này phải không chị Trần Huy? Hay là cái đầm đen mà em sale 19? Đầm nào chị lên giúp giùm em nha. Đầm nào chị báo giùm em. Nè Tây đi kiếm cái đầm này size L nè chị. Chị sợ hết L lên kiếm em. Đầm cổ tim tay cánh tiên á, nó nằm phía trong á. Dạ đợi chút nhỏ nó lên nó kiếm mấy chị. Mã này mã sale nè mấy chị. Thiệt sự là những mã này đều là 350 á. Mà hôm nay yên sale cho mấy chị 200. Mấy chị coi cái form nha. À, đầm cổ tiêm nhiêu cái 280 chị cô ba Trần. 280 chị có lấy thì lấy.
chị có lấy thì báo nhỏ. Tý ơi, nhớ kiểm tra cái đầm nó còn sai bay không nha. Cái đầm của tim tay cánh tiên á, nhớ coi thử còn sai bay không. Kiểm tra, nhìn nhìn qua kiểm tra thử. Em lên con đầm này sale 200 nè mấy chép. Mấy chép con cái ren mềm của hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Trời ơi, con này mà sale 200 thì mấy chị về đừng có để này. Mấy chị cắt lên tao ông Nguyễn nha. Cắt lên tao ông Nguyễn là con đầm này mấy chị mặc đi tiệc vi vu luôn. Mà mấy chị coi khúc sau nữa nè nha. Khúc sau nó sẽ hở lưng một đường, nó sẽ như thế này nè. Nó sẽ như thế này nè mấy chị, khi mặc lên á. Khi mặc lên nó sẽ như thế này nè. Đó, con đầm này chị nào 70-80kg quốc con đầm này sale 200. Chốt giùm em đầm ren hồng. Chốt giúp giùm em đầm ren hồng nha mấy chị. Chị nào chốt đầm ren hồng chốt lên giúp giùm em. Cái con đầm này nè, cái khi mà em lấy ở kho và em nghĩ trong đầu là cái con đầm này mấy chị sẽ là giật chốt, nhưng mà cuối cùng về nó bị ế. Nhưng mà không sale nha, 250 ngàn. Dạ con này không sale. Con này 250 ngàn nè mấy chị. 250 ngàn con đầm này. Size này là dưới 93-94kg. Mà mấy chị nhìn vô cái phân đầm mấy chị biết đẹp hay xấu liền à. Đầm sơ mi nè, ở giữa rút bụng nè. Và cái quan trọng là mấy chị coi cái vảy gân của nó nè. Cái quan trọng, đây là cái quan trọng nè chị Trang Mai. Đây là cái quan trọng nè Bích Thủy. Xuất sắc chưa? Trời ơi con này 250 màu rêu hơi bị đẹp nha. Là con này nè. Con này phơm đẹp, vải đẹp lắm. Tại vì con này là hàng Việt Nam xuất khẩu á mấy chị. Vải rất là đẹp mà phơm rất là đẹp. Cho nên chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em ha. Đầm này chốt giùm em là đầm rêu. Đầm rêu kèm số ký nha mấy chị nha. Đầm rêu kèm số ký. Em có con áo là DKNY là bán sale cho 60. Bán sale con này 90kg mà lòng đau như cắt nha. Vải đẹp lắm. Có size L không Ti? Đợi em chút nha chị Huy ơi. Chị Huy khách cũ khách mới à? Chị Huy đợi em tí xíu nha. Rồi chị Huy ơi, cái đầm đó em hết size chị rồi chị Huy. Nó còn size trên 70kg à. À, nó còn size 70-90kg chị, nó hết rồi. Chị nào mà còn cỡ 70-92-93kg có đầm nào dài không? Là sao tay dài hả chị? Yên có đầm tay dài là cái đầm tay trắng ở sau á chị, đầm tay trắng ren đâu Ti? Đầm tay trắng ren, tay trắng ren rồi đó. Qua treo á, đầm tay trắng ren. Áo này sale 60 nha mấy chị. Áo này sale 60. Đưa cái đầm đó cũng à. Đây nè. Đây này đúng rồi, đó, đó, đó đúng rồi. Đưa cái đầm ngọc trai, đưa cái nó luôn nè. Chị Chi lấy cái đầm này nè chị Chi. Đầm này mới về mà đang may thêm á. Hôm qua nó may thêm lên một bao nữa đó. Tại đầm này ngày đầu tiên em về là em hết sạch rồi chị Chi. Và á, mà làm này là nó may thêm bao thứ hai cho nên mới có hai con size bay chốt cho khách đó chị. Đây chị à, coi giúp em nha. À, rồi đầm này nè mấy chị, coi giúp em mẫu này, xinh không? Xuất sắc chưa? 300 ngàn đầm ren, nhung ren. Đầm này có size 60-90kg à. Tại vì là size 2X là hai chị lấy rồi. Size 2X là chị Hệ Phương với lại chị gì quên lấy à. Đó. Đầm này em có size từ 60-90kg, chia tổng cộng làm 3 size. Đọc size đi chị. 60-70kg mặc size L, 70-80 mặc size XL, 80-90 mặc size 2X. 2X nha mấy chị nha, 2X đầm này. Chị nào chốt đầm này chốt lên giúp giùm em nè. Đầm tay trắng. Để đây tối nay luôn. Rồi em lên cho mấy chị đầm này 280 nè mấy chị. Con cái form này đẹp lắm mấy chị ơi. Cái form này đẹp dữ dằn lắm mấy chá. Cái phơm này mày mặc lên mấy chị tự. Mà mấy chị coi cái vải trắng nó may bằng cái vải gì mà coi giãn đẹp lắm mấy chị. Mà coi giãn đẹp ơi là đẹp luôn ha. Nè, đầm phối trắng. Đầm nhung phối trắng ha. Đầm nhung phối trắng mấy chị ơi. Chị nào chốt nhung phối tay trắng, chốt giùm em nhung phối tay trắng ngắn ha. Lên tiếp cho mấy chị một con đầm để mấy chị đi tiệc được nè. Đầm đây là mấy chị đi tiệc và sẽ mê say nè. Đầm đuôi cá. Đầm này phơm dài cho ống Nguyễn nha. Đầm. Mấy chế ơi, có coi em live stream không? Mấy chế ơi, chấm chấm lên cho em đi. Nè, coi cái con này mà chế nào chưa chốt thì tranh thủ chốt nè. Ha, con này chế nào chưa chốt thì tranh thủ tốt chốt nha. Nó là đầm đuôi cá nha mấy chị. Thông báo với mấy chị là nó là đầm đuôi cá ha. Đầm này là 300 ngàn đầm đuôi cá. Chị nào chốt đuôi cá, chốt lên giúp giùm em đuôi cá kèm số ký nha mấy chị. Đuôi cá kèm số ký nha. Đây là cái mã đầm mà ngày hôm qua giờ bán anh tạc nè mấy chị. Đây
đây là cái mã đầm ngày hôm qua giờ em bán anh Tạc rồi mấy chị ơi. Dành một chút thời gian để mua con đầm đi mấy chị. Nhưng mà hết size 100kg luôn, khách lấy sạch sẽ. Ba chị khách 100kg lấy từ tối hôm qua nha mấy chị nha. Ba chị khách lấy cái con đầm này từ tối hôm qua. Nhung không cứng, nhung không mềm, nhung rất là êm tay. Và con này lên cực kỳ gọn. Con đó lên dùng một từ là gọn, quá trời gọn luôn. Rồi đây là cái này là cái bộ. Cái của em đang mặc là cái bộ và cái đây là cái đầm. Mã đầm thì cái màu xanh nó tươi hơn mã em. Cái mã em thì xanh nó hơi đậm hơn tí. Đây là mã đầm nè, đầm ngọc trai cổ. Cái này yên cũng có, mà cái này yên cũng có. Cái này qua giờ em mặc 2 ngày rồi đó mấy chị. Chút nữa tắm thay đồ cho tối quỷ thủy nó chửi nè. Hôm qua em về xếp bộ cũng đẹp chị, mấy chị. Đi đâu hết rồi ta ơi. Ba mấy chị ơi nói chuyện với em đi. Đây nè mấy chị ơi. Ê, đẹp chưa? Mấy chị coi. Ôi lồ. Cầm cái áo. Ở đây là cái áo nè mấy chị. Đây là cái áo nha. Đây là cái áo nha mấy chị nha. Cái áo của Chanel ha. Rồi cái này là chân váy quần. Cái này là chân váy dài xếp ly nè. Cái này chị Song Anh có chưa chị Song Anh ơi? Chưa có thì mình nên chốt bộ này nha. Bộ này em có size từ 60 đến 100kg nè. Chưa có thì nên chốt bộ này giúp em ha. Đầm viền trắng nãy còn 2x, còn 2x thủy. Tại sao kiếm cái đầm viền trắng hồi nãy cho Bích Thủy 2x nha. Viền trắng hả? Đây nè, đầm viền trắng thủy thủ nè. Đầm này thì sale cho mấy chị 160 nè. 280 sale 160 đầm này. Đầm này xinh lắm nha. Đầm này bé gái Bích Thủy mặc là hơi đẹp. Bé mặc giữa á. Đây nè, vải đẹp lắm Thủy. Con này vải rất là đẹp ha. Rồi chị nào chốt bộ xếp ly, chốt giùm em bộ xếp ly nha mấy chị. Rồi để em mua nước trong tủ lạnh uống hết chưa. Đây nè mấy chị, bộ này là 260 nha. Bộ này 260. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em bộ này ha. Em lên cho mấy chị một cái bộ viền ren. Dạ mấy chị ơi, bộ viền ren này đẹp lắm. Bộ viền ren này rất là đẹp nha mấy chị. Bộ này là bộ dài. Mà bộ này chỉ có 240 ngàn bộ này thôi. Chị nào mà chưa chốt bộ này thì mình tranh thủ mình chốt giúp em ha. Chị nào chưa chốt bộ này thì mình tranh thủ mình chốt giúp em. Bộ này kèm với lại quần dài nha mấy chị. Bộ này em có 3 màu lận. Em có. Cái bộ này nè, cái đầm này nè. Cái bộ này nè, nó có 3 ren nè. Nó có ren đỏ hay lắm. Nó có ren màu da nữa, màu vàng, màu da đó, màu da giống như cà phê sữa đó. Cái ren đó, nói chung là lên đẹp lắm. 160 của Bích Thủy. Đây nè mấy chị, quần dài nè, quần dài mà co giãn nha. Quần dài có co giãn nha. Rồi bộ này có size 60 đến 100kg mấy chị ơi. Bộ ren 3 màu, tổng cộng nó có 3 màu ren lận nha. Tổng cộng bộ này có 3 màu ren lận. Cho nên chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em 3 màu ren nha mấy chị. Nè nó có ren nè. Nó có ren hồng da da nè. Đó, nó có ren đo đỏ nè mấy chị. Nó có ren đo đỏ nè, cái ren này lên hay nè. Cái ren này lên nhìn hay lắm. Ê mấy chị đi cho chồng bú cho con ăn rõ hay sao vậy ta. Alo. Mấy chị giả bộ nói chuyện với em được không? Giả bộ nói chuyện chút thôi. Bộ chân váy xếp lê chị nói chuyện với em nè bé Út. Chị nói chuyện mà chị không mua em cũng bo xì chị luôn. Em đang suy nghĩ là bộ này em sẽ lấy cho chị nung lê size L thôi.
Em đang suy nghĩ là bộ này ý Yên lấy cho chị nung lên size L thôi nha. Cho nó đẹp, cho nó vừa vặn, cho nó đẹp chị nung lên. Bộ này ý Yên lấy cho chị nung lên 72kg, em lấy size L thôi. Lấy size L đi chị. À, XL thì cái áo nó rộng bung quá, lấy size L chị thôi. Ha, lấy size L cho chị nung lên bộ này thôi. 260 mà bộ này đẹp lắm đấy chứ ơi. Em may phát khách cho chị bộ này á, 260.000 nha. Cái thằng nhắn tin với người yêu hoài kia, mày nói có người yêu là một ngày anh làm từ 10 giờ sáng tới 2 giờ đêm, sau thời gian đó em muốn nói chuyện với anh lúc nào cũng được. Đó, là nguyên đêm mày nói chuyện với nó không ngủ, sáng mai mày làm tiếp được không? Tao thấy ổn không? Đó, mang nít mới biết yêu nó vậy, trời, nó yêu nó tung năng vậy đó. Mới biết yêu nó vậy đó mấy chị. Rồi tao nói mới biết yêu cái mồm nó giật giật vậy nè. Yêu rồi đủ mà nó quýnh cho lòi lồn luôn. Thiệt, thiệt á, yêu rồi thì quýnh cho lòi lồn luôn. Khỏi nói nhiều nha, khỏi nói nhiều. Đây vậy đổi bộ đá XL cho chị nung lê đi. Lấy bộ XL à, đây. Dạ chị nung lê này lo nhiêu ký ạ? Coi chừng chọn. Dạ để em đổi XL cho chị nha. Để em đổi XL cho chị. Yêu nhau à, nó nói nghỉ phỉ khỏi yêu đương gì hết. Chân gà tối nay dứt được rồi đó. Like xong rồi lật đật đi mua đồ về làm chân gà. Nói thiệt nha, em bán 260.000 ký chân gà, em lời con mẹ gì nhiều quá mấy chị. 1,5 kg gà sống ra được cái 2 hũ à. Bộ xếp ly đó có 3 ịt không? Mới về tây tây bộ này có 3 ịt không? Tại vì biết sao, bữa trước nó may cái áo nó không chịu trừ hao, ta phải gửi về dưới nó may thêm mẫu. Cái này của ai ta? 260 của chị Nung Lê. Chị Nung Lê 260 đây đúng không? Để kiểm tra. Rồi để nó xuống nó kiểm tra cho ai mua đồ chị cũng giảm cân, còn à, em thì lên ký. Nè em nói chị Nung Lê không lên ký, bữa nào em đọc lời nguyện cho chị lên miết luôn á. Lên ký đi đừng có hãm á đù cho thằng nhỏ ấy hả? Thôi đi mẹ, ở dậy đi nha. Ở dậy đi chừng nào có sự nghiệp và yêu. Chứ yêu rồi con gái nó chơi xong nó chửi nó bỏ sao mẹ. Nói thiệt chị Thùy Dung, cho cái gà của em làm á, thứ nhất là giá mắc gấp 2, giá mắc gấp 2 gà thị trường. Mà 1 ký gà 2 hũ của mấy chị là tới 1,5 kg gà sống. Em làm lấy bày cho Bích Thủy em. Bộ này về có 12 bộ à nha mấy chị. Cái bộ vu xì để Yên về có 12 bộ à. Đó, thiệt đầu năm này em cúng nè, em cúng cầu trời mấy chị lên 100 kg hết. Thiệt mấy chị chờ em đi. Tới 260 115 kg mà ốm nhơm ốm nhắc. Mày mập nữa đi chị, tao thấy mày ốm lắm rồi đó. Mày mập lên nữa đi chứ tao thấy mày ốm lắm rồi đó. Dạ em lên cho mấy chị mã đầm này. Em lên cho mấy chị mã đầm này nha. Chị Nung Lê nên chốt mã này nè. Mã này nó có màu đen. Mã này chị Nung Lê nên chốt nè. Tại vì khi mặc lên cái con vải nó đã lắm. Sale cho mấy chị 140. Nó có nhiều màu lắm, 4-5 màu. Mã đầm này là tung lê dông cho nên mấy chị mặc lên rất là đã nha mấy chị. Nó là từ đây tới Tết tôi cũng chữ nó một ngày 8 chặt. Mấy bà yên tâm đi, để nó rửng mỡ với con bồ nó nè. Ha, hơi bị đẹp nha mấy chị. Form đẹp không? Nó làm cái form trước dễ thương không? Đầm này xe 140, nó có nhiều màu lắm mấy chị. Ha, ta bóp vú chết. Nè, My nha, My 3,2 triệu nha. Đọc rõ tên luôn. Em gái trời cho My 3,2 triệu vú càng ngày càng nhỏ, đít càng ngày càng đi chặt cửa nha. Ký thì lên khoảng chỗ 90 thôi. Nó có đen nè, nó có xanh của van nè. Em nói chị dễ mặc lắm. Nó có mã đeo là đẹp không? Mã beo đẹp không? Nó có mã beo nè. Nó có mã lá trúc nè. Nó có mã lá trúc nè. Nó có mã bò nè. Đó, đã không? Sale 140. Đó, cho nó sale 140 mấy chị chốt đi. Cánh sen thì nó có 2 màu nè. Cánh sen nó có 2 màu mấy chị. Rồi chốt đi mấy chị. Mã này chị Nguyễn My mặc được nè. Vừa sang, vừa xịn, vừa mịn, vừa rẻ nha bé My. Vừa sang, vừa xịn, vừa mịn, vừa rẻ bé My ơi. Beo cho lạ. Dạ ok chị. Beo bánh mèo nè. Rồi beo 140 của bé Nung Lê. Beo 140 của bé Nung Lê. Cái bộ xếp ly đẹp lắm nha Thủy.
Cái bộ xếp ly đẹp lạ lùng, chui vô mùng vẫn còn đẹp. Đầm này mà mấy chị không chốt nữa thì thôi rồi, ta đã xa nhau luôn. Thiệt. Đầm này không chốt nữa thì thôi rồi, ta đã xa nhau. Chị Mây ơi, chị có thể nào chị mua ủng hộ chùa 1 ký mứt gừng được không chị Mây? Người ta giờ mua cho mẹ ăn bịch nửa ký rồi mua cho chị bịch nửa ký đi chị. Mứt gừng á, chùa làm rất là ngon á chị. Thứ nhất là làm ngon, thứ hai là ngon, và thứ ba cũng ngon. Đại khái là theo ý Yên làm thì ý Yên rất là ưng mắt nha. Còn cái nào mà không ưng mắt là em nói liền à. Đó, chị Mi mua 1 ký mứt gừng đi chị Mi. Ai không có bụng bà nội, bụng con trăm ngàn, trăm, một trăm lượng bà nội. Ai không có bụng bà, không có bụng bà ăn mà chứa ở đâu. Quỷ sứ à. Rồi, chốt đi. Ôi rồi, ta đã xa nhau. Kể từ đây, pháo đỏ rêu hồng. Bán tới gì vậy ta? À, sale cho mấy chị bộ này nè. Em sale cho mấy chị bộ này nè mấy chị. Bộ này sale 130 nha. Còn bộ. Bộ này sale 130 dưới 75kg thôi. 60 đến 75kg. Chị em coi tin nhắn có chụp hình bộ đồ mặc không vừa. Hồng Phương. À, có đầm ngắn không? À, chị cho chị một bịch ra 1kg à. Nguyễn My Thủ Đức nè. Nguyễn My một bịch 90.000. Dạ chị cứ nhắn tin đó đi. Ý Yên like xong Ý Yên giải quyết cho chị Vương nha. À, hàng chính quy em đổi size cho chị. Còn hàng sale thì Ý Yên không đổi trả được nha. Tí xíu em like xong đi. Rồi bộ này dưới 75kg. Em sale cho mấy chị 130. 130 bộ này dưới 75kg nha. 130 bộ này dưới 75kg. Dạ có làm ngắn em mới like chị. Em mới like làm ngắn sale 140. Bộ này dưới 75kg sale 130. Ai... ai vậy chai hộp vịt lộn mang hồn. Lên đầm suông hả chị? Đầm suông em có đầm ren trắng. Đầm suông hôm qua em xem Tây ơi, hôm qua chị nói tôi đem cái bao đầm mà ngọc trai cổ xuống rồi tôi đem tôi bỏ thôi. Tôi kiếm đầm đó lên chị xem cho chị Tùy Dung. Ngọc trai cổ. Ngọc trai hết một vàng này nè. Ngọc trai hết một vàng, còn mấy con nó đem xuống rồi. Nó đem xuống rồi. Dạ bộ này xem cho mấy chị 130. Có chị nào chốt thì chốt giùm em nha. Chốt thì chốt giùm em bộ này. Lấy hai bịch cho chị bịch mẹ bịch. Kệ nó mua ai cũng vậy, mua ủng hộ chùa. Cái bộ này dễ thương lắm chị Minh Thanh ơi. Cái bộ này cực dễ thương. Ủa tại sao mấy shipper nó mất dạy rồi? Một lần mà gửi bill chị là họ là phải báo cho tụi giám sát luôn á. Nè chị ơi, cái ở đây mình mặc ở trong á, cái này cái áo nè ha, kiếm đầm nào mặc đi lễ với coi. Quá trời đầm mà tại vì do chị không chịu thôi chứ. Đây nè, đây là mấy chế. Bộ này đẹp lắm nha chị Bình Thanh. Bộ này chị Bình Thanh mua 130 là quá hời luôn. Hời đấy ít nhất là phải 70.000. Giống như là mua được hàng một bộ kia thì mua được hai bộ này á. À, một bộ kia thì mình mua được hai bộ này á chị Bình Thanh. Ai chốt thì chốt lên nha mấy chị ơi ơi. Rồi lo cho mấy chị bộ này nè. Bộ gấu trắng quần sọc, bộ này sale 150. Bộ này dưới 85kg. Bộ này dưới 85kg. Bộ này dưới 85kg. Chốt giùm em bộ quần sọc, áo gấu quần sọc. Bộ này dưới 85kg. 73 đến 84kg bộ này à. Dưới 75kg. À chị không biết ăn gừng à? Chị biết ăn bisilicu không? Thiệt. Mày biết ăn bisilicu không mày? Quy quỷ mày. Rồi nói với mấy chị em mình nói chuyện hoài chứ chưa bao giờ gặp nhau ngồi nhậu ngồi ăn uống nha. Còn con quỷ thủy thì nó dắt nguyên đàn con nó qua nhà em cách đây 3 năm rưỡi. Qua bên này 3 năm rồi chị. Rồi ở bên đó một thời gian nữa là 3 năm rưỡi. Đưa thằng nhóc qua từ khi có tí xíu thì giờ nhóc đủ mẹ mọc lông cung mày hả rồi thủy ơi. Không ổn mày. Chắc tao mày chắc còn bởi tới khi mần tôi gặp nhau luôn á thủy nha. Có khi mà tôi gặp nhau luôn. Coi nha, trúng cái dây nha. Trúng cái dây tơ hồng nha. Ừ. Ta bớt ta đi. Nhà tôi đem cái bao này xuống dưới nè. À chị My chốt cái đầm này nè chị Nguyễn My. Chị Nguyễn My chốt cái đầm này đi lễ nè. Được rút cái đầm xanh xuống đi. Chị My chốt cái đầm này đi lễ nè.
Trời ơi, 280 mà chị coi vải nè chị Mây, 73 kg. Vải đẹp không? Mà cái đầm này có 280 thôi. Đấy. Tha hay mình mần xuôi chó xuống đi hả? Đồng ý à. Chó nhà tao có được có cái rồi tỷ ơi. Nè bà My, bà không chốt con này tui quýnh bà lặt lìa luôn nè. Đẹp không? Bà nậu cha đó, cái đầm này mà chị My không chốt, chốt cái gì giờ chị My? Mà con đầm này đi lễ là bao nhiêu chàng trai ngước nhìn ha. 280.000 đầm hoa văn xanh. Đầm hoa văn xanh 280.000 hoa văn xanh. Chị nào chốt hoa văn xanh 280.000 chốt lên góc giùm em. 280.000 hoa văn xanh. Bé nào chốt hoa văn xanh thì chốt lên giúp giùm em nha. Hoa văn xanh. Không, cái dưới này không có. Dưới để tối lai cho dễ mà còn bung nữa. Chị nào chốt hoa văn xanh chốt lên giúp giùm em hoa văn xanh nha. Trời má ơi, ngày hôm nay sale con đầm này đẹp cũng vô số kể mà mấy chị không lấy. 280 mà sale 190 nè mấy chị. Trời ơi, con đầm này em nói mấy chị nó đẹp. Nó đẹp hơi bị xuất sắc nha mấy chị coi vải nè. 280 mà sale 190 là mấy chị không lấy. Buồn. Buồn đó nha bà My. Mà tập trung bà mua đồ đi. À. Hoa văn xanh có size 14 của chị Nung Lê 77 kg. Chốt của chị Nung Lê nè. 280 của chị Nung Lê tự chốt. Size 77 kg đó chị, size 14 lớn nhất. Cái này nhiêu chị? 280 của chị Nung Lê. Chân váy gì 250 đây. Hôm nay vừa bán vừa tặng cho mấy chị set nè. Hôm nay Yên Yên vừa bán vừa tặng cho mấy chị một set. Set này còn 3 ít nè. Set này gồm có chân váy dài, gồm có áo dây, gồm có áo khoác đen bên ngoài. Thì bây giờ chị nào ở line này thì trúng mánh thôi, sale cho 80. Bây giờ cho chị nào ở cái line này thì trúng mánh thôi, sale 80. Sale 80 ngàn set này, 3 món. Có ai bán 3 món sale 80 không? Có em bán. Rồi một con chân váy dài nè. Nó là tung gân nha. Sale 90 rồi mấy chị tàu em á, sale 90 nha. Sale 90. Rồi một con chân váy gân dài tới đầu gối. Gồm một con áo dây gân. Gồm một con áo dây gân. Và gồm một con áo khoác. Trời má ơi, tách cái này bán áo khoác ra không cũng đủ tiền nữa. 90 ngàn sale. Sale bộ này 90 ngàn chân gà. Dạ tối chị ăn được rồi chị. Em mới làm xong tối là ăn được rồi. Chị để em đó đi. Chị Nhung Lâm để em ở đây chút xíu nữa em báo cáo cho tụi giao hàng là nó dễ chạy hết á. Là nó dễ chạy tự động nó lại nó lấy hàng nè, nó lại nó thu hàng chị à, chị yên tâm đi. Nha. Chị yên tâm cho em. Rồi set này á mấy chị ơi.